Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ ba, ngày 3 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Các nhà thầu thi công trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm. Xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc các loại nông sản. Nỗi lo thiếu phòng học trong năm học mới ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Điều trị đích, hy vọng cho bệnh nhân ung thư phổi. Để đảm bảo tiến độ cam kết và góp phần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ngay trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều nhà thầu vẫn tập trung máy móc, nhân lực để thi công các công trình giao thông trọng điểm với phương châm có mặt bằng đến đâu làm ngay đến đó. Phản ánh tại công trình đường song hành của đường vành đai 4 và đường DH57 tại huyện Văn Giang và Khoái Châu. Đây là một trong 7 mũi thi công trong kỳ nghỉ lễ của nhà thầu Lizen đang tập trung làm đường song hành của đường vành đai 4. Mũi thi công này đang triển khai thi công cây cầu bắc qua sông Đồng Quê, là cây cầu thứ hai trong số 5 cầu trên toàn tuyến đường song hành. Nhiều công nhân ở tỉnh ngoài đã mấy tháng nay không về quê, song vẫn ở lại để thi công theo yêu cầu của nhà thầu. Tôi quê Thanh Hóa, trong những ngày lễ thì theo sự sắp xếp của công ty để kịp tiến độ, thì anh em chúng tôi là cũng trong 4 ngày nghỉ là làm liên tục 24/24 và làm cả ca ngày ca đêm, là thay nhau làm để cho kịp tiến độ. 8 tháng năm 2024, nhà thầu Lizen đã thi công và giải ngân được 220 tỷ đồng, cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Dù đã có những lúc phải dừng thi công cả tháng trời do không đủ vật liệu, chính vì vậy mà đơn vị càng phải tập trung nhân lực máy móc thi công ngay trong cả kỳ nghỉ lễ để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Do cái phần nền ở bên dưới đấy là cần phải đẩy nhanh tiến độ trong cái thời điểm mà thời tiết nó không mưa lớn. 7 mũi thi công này và đều có xử lý đất yếu và có thời gian gia tải, nên là phải tranh thủ từng ngày thi công. Và các công tác vật tư vật liệu vẫn cung cấp đều về công trường. Đường huyện 57 là một trong những công trình trọng điểm của huyện Khoái Châu với tổng số vốn hơn 110 tỷ đồng. Nhà thầu là công ty Minh Phương sẽ phải hoàn thành trong năm nay, hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, phần việc còn lại chủ yếu là những việc khó vì liên quan đến vướng mắc về mặt bằng của 7 hộ dân có đất thổ cư tại xã Dân Tiến. Chính vì vậy, mà đơn vị thi công vẫn huy động gần 100% máy móc và nhân lực để làm trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Những ngày lễ này là anh em vẫn cố gắng làm để làm sao mà đảm bảo được cái tiến độ trong công việc. Trong những ngày nghỉ này thì anh em công ty cũng động viên anh em từ công nhân, cán bộ công nhân viên đến anh em máy là cố gắng, là thời tiết nó lắng lôi này cũng phải tập trung nhân lực để máy móc để tập trung hoàn thiện cái tiến độ thi công trên công trường để đảm bảo cái chất lượng cũng như là an toàn lao động. Theo số liệu ước tính của ngành chức năng, tiến độ giải ngân đầu tư công 8 tháng đầu năm nay tại Hưng Yên chưa cao, chỉ đạt khoảng 30% của tổng nguồn vốn gần 20.000 tỷ đồng được chính phủ giao năm 2024. Chính vì vậy mà các nhà thầu tập trung thi công xuyên kỳ nghỉ lễ kéo dài, đặc biệt là đối với các công trình giao thông trọng điểm sẽ có vai trò quan trọng để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công cũng như đáp ứng được về thời gian theo cam kết với chủ đầu tư. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 định hướng phát triển huyện Kim Động trở thành thị xã, cấu trúc là một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ đặt ra cho huyện hiện nay đó là điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động đã xem xét trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện phê duyệt kinh phí trên 50 tỷ đồng vốn đầu tư công dành cho công tác lập quy hoạch đô thị ở hai giai đoạn 2021 đến năm 2025 và giai đoạn 2025 đến năm 2030, chỉ đạo tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh các nội dung từng lĩnh vực quy hoạch. Cụ thể, thay đổi từ phát triển 3 khu vực đô thị theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2021 thành quy hoạch chung đô thị toàn huyện đến năm 2050 trở thành đô thị loại 4 với quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại 3. Ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chấp thuận chủ trương lập 8 đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện gồm quy hoạch chung đô thị huyện đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị cho các địa phương là thị trấn Lương Bằng, khu vực hai xã Phú Thịnh, Thọ Vinh sau sáp nhập, đô thị Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Chính Nghĩa, Đức Hợp, Hiệp Cường. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận hai làng nghề ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu là làng Đậu Nghệ Đông Kim và làng Quất Cảnh Đông Tảo Đông. Trong đó,
là nghề đậu nghệ Đông Kim có trên 100 hộ sản xuất đạt tỷ lệ 24% số hộ trong thôn, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. Làng Quất Cảnh Đông Tảo Đông có gần 450 hộ sản xuất đạt tỷ lệ 31% số hộ trong thôn, tổng doanh thu đạt trên 120 tỷ đồng. Cùng với hai làng nghề mới được công nhận, xã Đông Tảo đã có một làng nghề Quất Cảnh Dũng Tiến được công nhận năm 2020. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 47 trên 62 làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Thực hiện đề án duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hi.check.net.vn, truy xuất nguồn gốc và giới thiệu quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp tham gia với trên 1.000 sản phẩm. Từ mấy năm nay, hợp tác xã này chú trọng xây dựng phát triển các sản phẩm OCOP và tem truy xuất nguồn gốc đối với 13 sản phẩm qua mã QR. Khi truy xuất, khách hàng được xem hình ảnh, video về quy mô, quá trình sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Ngoài khách hàng lẻ, hợp tác xã thực hiện liên kết tiêu thụ với 20 doanh nghiệp và 3 công ty dược lớn trong và ngoài tỉnh. Sản lượng xuất bán mỗi năm của hợp tác xã duy trì ổn định với khoảng 1 tấn nấm linh chi, 200 kg nấm đông trùng hạ thảo. Đối với người sản xuất thì khi mà áp dụng cái check vào đấy thì toàn bộ những cái thông tin, những cái trường thông tin, trường dữ liệu sản xuất, nhật ký sản xuất, các cái quy trình sản xuất cũng như là sơ chế chế biến sản phẩm thì đều được áp dụng vào các cái mã hàng cụ thể. Đến nay trên hệ thống hi.check.net.vn đăng tải thông tin của trên 400 cơ sở sản xuất kinh doanh với trên 1.000 sản phẩm trên hệ thống, trong đó bàn giao hơn 110 tài khoản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm tham gia hệ thống xây dựng phiên bản giao diện 3 tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt. Năm 2013, đề án hỗ trợ 7 đơn vị chứng nhận VietGAP, VietGAP HP, 2 đơn vị chứng nhận HACCP trong sản xuất chế biến thực phẩm. Đề án đã hỗ trợ một số đơn vị tham gia 4.200 hộp bìa cắt tông, trên 1.000 hộp nhựa đựng sản phẩm, hơn 250.000 tem truy xuất nguồn gốc, lấy 40 mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, kết quả không mẫu nào phát hiện vi phạm. Về cơ quan quản lý thì khi mà có hệ thống truy xuất thì chúng tôi sẽ dễ dàng quản lý được sản phẩm, quản lý được doanh nghiệp và sẽ hỗ trợ được doanh nghiệp nếu mà có cái sự cố xảy ra, sự cố về an toàn thực phẩm đấy ạ. Còn đối với doanh nghiệp thì khi mà áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thì doanh nghiệp sẽ quản lý được cái luồng di chuyển sản phẩm của mình, dễ dàng xác thực được cái sản phẩm của họ. Các sản phẩm đưa lên hệ thống giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng, dễ dàng nhận diện được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Sau khi tuyên truyền tập huấn thì chúng tôi sẽ tiếp tục là cùng với lại các đơn vị chuyên môn là tăng cường cái vấn đề kiểm tra giám sát các cái tổ chức cá nhân khi tham gia để đảm bảo cái tính khách quan, tính trung thực khi mà các cái thông tin được cập nhật trên hệ thống. Song song việc đó thì chúng tôi cũng ứng dụng và áp dụng các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân tham gia để nắm bắt được các cái thông tin về thị trường, các thông tin về sản xuất. Hệ thống điện tử hi.check.net.vn ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất tiêu thụ là nền tảng để ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, giúp các đơn vị cơ quan chức năng có thêm công cụ quản lý, doanh nghiệp cũng có thể tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác kết nối cung cầu thị trường sản phẩm nông sản, thủy sản trong nước và xuất khẩu. Sau khi được công nhận về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay. Đoạn đường này đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Đây cũng là một trong số ít những tiêu chí còn lại của địa phương trong lộ trình về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Là xã thuần nông, song những năm qua, Ngọc Lâm đã thực hiện tốt việc huy động sức dân và các nguồn lực khác để xây dựng kiến thiết cơ sở hạ tầng với phương châm chính quyền khởi xướng, nhân dân chung tay cùng làm. Thời gian vừa rồi là chúng tôi cũng đã vận động được một số gia đình hiến đất làm đường, các gia đình đã ủng hộ rất là cao để cái việc coi như là nông thôn mới và đảm bảo đường xá đi lại cho nó rộng rãi. Đến nay hình ảnh của xã nông thôn mới kiểu mẫu đã hiện hữu, diện mạo vùng quê tiếp tục được đổi mới khang trang, mang dáng dấp của đô thị. 100% tuyến đường trục xã, đường liên xã được nâng cấp mở rộng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, giáo dục y tế, các khu dân cư mới được xây dựng khang trang, hiện đại theo tiêu chí đô thị. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Các mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa với quy mô lớn hơn, đa dạng hóa hơn. Ngọc Lâm trước đây thì nó cũng là cái nơi vùng sâu vùng xa của cái huyện Mỹ Hào trước. Nhưng đến bây giờ thì tôi thấy từng bước một thì tất cả là coi khu công nghiệp về thì các đường xá giao thông mà mở rộng cái dịch vụ mở ra thì cái đời sống an sinh nhân dân nó cũng được phát triển. Kết quả đạt được này sẽ là nền tảng vững chắc, là động lực quan trọng thúc đẩy Ngọc Lâm sớm về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để cùng với các tổ chức đoàn thể từ nay đến cuối năm phát triển kinh tế xã hội, đạt được các tiêu chí kiến thiết xây dựng các công trình để đảm bảo đủ tiêu chí cuối năm nay là chúng tôi đạt nông thôn kiểu mẫu. Công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Ngọc Lâm cũng gắn liền với việc hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị để góp phần cùng thị xã Mỹ Hào sớm đạt tiêu chí đô thị loại 2 như mục tiêu được xác định trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên bằng nhiều cách làm hay, thiết thực. Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hưng Yên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Với mục tiêu không để hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Tính từ năm 2020 đến nay, Mặt trận Tổ quốc phường đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ xây dựng sửa chữa 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, 2 nhà cho người có công. Ngày xưa coi mẹ con khổ sở, nhà xuống cấp coi là cũng khó khăn. Bây giờ ở phường làm cho gian cửa ra nhà thì thôi mẹ con cũng yên tâm làm ăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc năm phường đã phối hợp với Ủy ban nhân phường và các tổ chức thành viên tích cực tham mưu cho Đảng ủy ban hành nhiều nghị quyết về lãnh đạo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường. Hàng năm Mặt trận Tổ quốc của năm phường cũng đã phối hợp để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh học tập, hỗ trợ khám chữa bệnh và hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hưng Yên duy trì vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, triển khai thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện nhằm hỗ trợ giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cái quỹ vì người nghèo và huy động sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân để xây dựng sửa chữa, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất. 5 năm qua thì tổng số quỹ vì người nghèo của các cấp của thành phố đã vận động được là trên 3,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ thì cũng đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 82 nhà đại đoàn kết với giá trị trên 700 triệu đồng. Rồi hỗ trợ hộ nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo với số tiền là gần 500 triệu đồng. Qua đó, đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách bảo trợ xã hội từng bước được cải thiện. Nhiều hộ nghèo đã tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn dưới 0,45%, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Sắp tới ngày tựu trường, song ban giám hiệu hai trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu giáo viên, thiếu phòng học. Háo hức, mong đợi tới ngày khai giảng, bởi năm học mới này, chị Thảo có con vào lớp 1. Tuy nhiên, khi được thông báo lớp của con chị phải học nhờ nhà văn hóa của thôn Bắc Kênh Cầu, được xây dựng từ năm 1995, thiếu cơ sở vật chất và không có cả nhà vệ sinh khiến chị Thảo hết sức lo lắng. Tham quan lớp học của con thì điểm đầu tiên là thấy lớp học rất là chật chội. Tôi cảm thấy rất là lo lắng bởi vì là con tôi không được học tập trong cái môi trường sinh hoạt đầy đủ và cũng không được hòa nhập với lại các bạn ở các lớp khác. Tình trạng thiếu phòng học và phải đi học nhờ nhà văn hóa ở các thôn không chỉ xảy ra ở năm học này
mà đã diễn ra từ nhiều năm nay. Có những năm trường tiểu học Đồng Than có tới 6 lớp phải đi học nhờ nhà văn hóa của cả 6 thôn. Trường có gần 1.300 em học sinh, như vậy cần phải có tối thiểu 37 phòng học. Tuy nhiên, trường hiện chỉ có 18 phòng học và các phòng này đều xuống cấp. Trời mưa thì cả một cái tầng 2 dãy trên của nhà hiệu bộ dột như là ngoài trời, chúng đênh láng nước. Khắc phục thì chúng tôi phải căn cái thời gian sắp xếp cái lớp học so le nhau, các lớp học luân phiên nghỉ và cái thời lượng học bình thường là các lớp phải học 9 buổi đến 10 buổi trên tuần, nhưng mà chúng tôi chỉ tổ chức được 7 buổi trên tuần và cái lượng tiết học ở trên một ngày chúng tôi phải căng lên. Còn những cái tiết học mà ví dụ như hoạt động ngoài khóa hoặc những cái tiết chương trình khác thì chúng tôi không thực hiện được. Không chỉ thiếu 13 giáo viên đứng lớp, nhiều năm học qua, thầy và trò trường trung học cơ sở Đồng Than phải học tập trong điều kiện có nhiều cái không. Không có phòng làm việc của ban giám hiệu, không có phòng của tổ chuyên môn, không có phòng y tế học đường, không có phòng chức năng, không có nhà đa năng và sân tập luyện. Bởi các phòng đều phải dành để làm phòng học cho học sinh. Trung bình mỗi năm, trường có khoảng 1.000 học sinh, cần có 23 phòng học. Tuy nhiên, trường hiện mới có 17 phòng học. Nhưng phòng làm việc cho học sinh, ban giám hiệu phải tận dụng nhà cấp 4 đã quá niên hạn sử dụng làm nơi làm việc, làm phòng họp. Tuy nhiên, phần lớn các phòng học, phòng làm việc đều đã bị xuống cấp, sân trường hễ mưa là ngập. Trường cũng đã có những cái ý kiến đề xuất với địa phương và địa phương thì cũng có sự quan tâm, tuy nhiên có những cái nội dung thì nó vượt quá cái thẩm quyền của địa phương. Đây là hôm nay tháo cửa ra rồi đấy. Ung thư phổi là ung thư phổ biến nhất toàn cầu và là loại ung thư đứng thứ hai tại Việt Nam về tỷ lệ mắc và tử vong. Việc chẩn đoán xác định ung thư phổi dựa vào mô bệnh học và được điều trị bằng nhiều cách như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, miễn dịch hay điều trị đích. Trong đó, điều trị đích là phương pháp mới được đưa vào điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên từ đầu năm 2024 đến nay, dành cho các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến xa, mang lại hiệu quả điều trị cao và hầu như không có tác dụng phụ với người bệnh. Giáp Tết năm 2024, bà Đen 69 tuổi ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn tiến xa, đã lan tràn và di căn hạch, tràn dịch tim phổi, tiên lượng xấu. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị hóa chất để ổn định tình trạng bệnh, bà Đen được xét nghiệm đột biến gen dương tính và được tư vấn áp dụng phương pháp điều trị đích. Đến nay, sức khỏe của bà Đen đã chuyển biến rõ rệt. 3 tháng này rồi tôi uống về đích này, cô cảm thấy nó khỏe, nó tôi béo lên 6-7 cân thịt rồi. Mọi người khen là da dẻ dạo này đẹp lên rồi, lại không xanh như cái hôm chuyển hóa chất. Điều trị đích trong ung thư phổi là sử dụng loại thuốc nhằm vào các gen và protein chuyên biệt tìm thấy ở tế bào ung thư hoặc tế bào có liên quan đến sự phát triển của khối u, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy vậy, đến nay, số bệnh nhân ung thư phổi được áp dụng phương pháp điều trị đích tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên chưa nhiều. Nguyên nhân là do chỉ những bệnh nhân dương tính với xét nghiệm đột biến gen mới áp dụng hiệu quả phương pháp này. Bên cạnh đó, mặc dù thuốc được bảo hiểm thanh toán 50%, song phần chi phí còn lại mỗi tháng bệnh nhân phải chi trả cũng lên tới từ 8 đến 9 triệu đồng. Điều kiện của bệnh nhân sử dụng thuốc đích này thì chẳng hạn như ung thư phổi thì bắt buộc là phải có cái đột biến gen EGFR dương tính thì bệnh nhân mới uống được. Còn nếu bệnh nhân mà không có cái đột biến gen thì bệnh nhân không uống được, uống cũng không có hiệu quả gì. Chúng tôi cũng hy vọng rằng thời gian sắp tới là chúng tôi cũng sẽ triển khai được điều trị thuốc đích đến một số cái mặt bệnh khác. Chẳng hạn như về ung thư đại trực tràng cũng như ung thư gan giai đoạn muộn thì cái điều trị thuốc đích là rất là tiến bộ và rất là tốt cho bệnh nhân. Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ung thư các loại, trong đó riêng bệnh nhân ung thư phổi chiếm gần 30%. Các bác sĩ cho biết tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư phổi đang có chiều hướng tăng. Sự ra đời và tiến bộ nhanh chóng của y học phân tử như sử dụng liệu pháp điều trị nhắm trúng đích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đem lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến xa. Nhằm chủ động tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tiếp tục giữ vững tình hình an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Trong tháng 8 năm 2024,
lực lượng công an toàn tỉnh điều tra làm rõ 48 vụ với 162 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, phát hiện xử lý 5 vụ, 3 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng và môi trường, phát hiện 37 vụ, 82 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Điển hình, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh phát hiện 3 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, trong đó đã kiểm tra phát hiện gần 2.800 chiếc bánh trung thu, 230 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, hơn 7.200 đôi giày thể thao giả mạo nhãn hiệu của một số thương hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.